anh có thể tìm hiểu xem cô thi hiện giờ đang ở biệt thự nào hay không phải Mà đi tìm ơn mi ơn thôi anh sẽ liên lạc với cảnh sát sơ để nhờ cô ấy điều tra lộ trình xe của cô thi Có chuyện gì vậy? Ngô Thê Hy hiện giờ đang ở đâu? Chuyện đó sao lại hỏi tôi chứ? Màu nói đi, tôi hỏi anh giờ Ngô Thê Hy đang ở đâu? Con <laughs> không tò mò vì sao mọi người trong nhà cô cứ gọi Xu Trông là ưng biên hay sao Nghe nói cô ấy rất giống con Không phải hơi giống mà như là một khuôn đúc ra <laughs> Nếu con nói con là cô ưng biên Thì cô sẽ làm gì Con nói vậy là có ý gì Cô sẽ làm gì là sao con thấy tò mò Go Ưng Bi ơn là người như thế nào, nên con đã thử tra các bài báo. Họ nói là Go Ưng Bi ơn bị cô và dưỡng mình bắt cóc, cuối cùng cũng lãnh lấy cái chết thê thảm. Người cô đối hiện giờ đang ở cạnh con là cô Gô Thê Hi phải không? Người mà con gọi là cô. Nếu như con là Go Ưng Bi ơn thì cô... <cười> <cười> Bây giờ cô nên làm gì với con đây ta uhm, cô nên làm gì với con đây nên làm gì với cô thì mới tốt đây ta có đúng là ưng bi ơn đang ở đây hay không vậy ờ anh đã xác nhận với cha sang min rồi tôi tôi thấy bất an quá sợ lại có chuyện gì xảy ra với đó à, không đâu đừng nghĩ theo chiều hướng xấu mình vào trong thôi Không được ưng bi ơn Đừng như vậy mà bi ơn Mẹ ơi Ba ơi Con không thể nào tha thứ cho cô được Mẹ hiểu con mà Nhưng mà thật sự không muốn Con làm những việc xấu xa đâu con à Đúng vậy bi ơn à Đây không phải là cách giải quyết đâu Ba mẹ nhất định sẽ khiến cho cô và dưỡng của con Phải trả giá cho tội lỗi của họ gây ra <laughs> Trả giá sao Là bị bắt vào đồn cảnh sát hay sao ba Không đâu Nhiều đó vẫn còn nhẹ quá Cô Thi Hi và cha sang bên kia Phải chịu trừng phạt lớn hơn nữa Họ phải chịu những đau khổ tuyệt vọng tột cùng Mà cô đã phải trải qua trong thời gian qua Không được <laughs> Không được đâu con Không được nếu như vậy con sẽ càng tổn thương nhiều hơn đừng lo anh sẽ bảo vệ em và bị ơn con mình nữa <laughs> Biên à hôm nay tôi sẽ đưa ưng Biên ơn về nhà được rồi ờ, Biên ơn à hãy cùng mẹ nghỉ ngơi thật khỏe và quên hết những chuyện hôm nay đi nha con mình về thôi con không sao rồi mẹ sẽ bảo vệ ân mi ơn của mẹ mẹ sẽ giúp con gái của mẹ hãy loại bỏ những ý nghĩ sai lầm trong đầu chỉ mơ những giấc mơ về tương lai hạnh phúc thôi mẹ cùng con thực hiện điều đó được không con gái con gái à đây không phải là mơ chứ không biết bao lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau như vậy đúng là thích thật mẹ cũng rất thích Ừ. À. 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 nếu con nói con là cô ung bi ơn thì cô sẽ làm gì Con nói vậy là có ý gì Cô sẽ làm gì là sao Con thấy tò mò Go Ưng Bi ơn là người như thế nào Nên đã thử tra các bài báo Họ nói là Go Ưng Bi ơn bị cô già dưỡng mình bắt cóc Cuối cùng lãnh lấy cái chết thê thảm Người cô đó hiện giờ Đang ở cạnh con là cô Go Thi hi phải không Người mà con gọi là cô Nó đã nhớ lại rồi sao Ưng Biên đâu rồi Sao anh lại đến đây nữa hả Sao lại tìm Ưng Biên Thì Gô Thê Sông đó Gô Thê Sông đã làm loạn lên Bắt tôi nói là cô đang ở đâu Tôi nói cô và Ưng Biên đang ở cùng nhau Quả nhiên đúng là Ưng Biên đã nhớ lại mọi chuyện Hình như Ưng Biên đã cho tôi uống thuốc ngủ thì phải Sao con nhỏ ưng bi ơn đó dám làm chuyện như vậy à coi nhẹ con bé kiểu này thế nào cũng bị chơi một vố anh đã quay trở lại làm phó giám đốc tập đoàn chinh quan nhưng giờ liệu có tránh được mãi sự dò xét từ phía cảnh sát không <laughs> sao đi? bây giờ Go thấy hi cô mà cũng biết sợ cháu gái của mình nữa sao chắc bây giờ con bé đó cũng đang run bần bật vì sợ lại bị bắt cóc lần nữa đâu quý cô xinh đẹp của tôi à đừng lo lắng vì tôi biết rõ ưng bi ơn mà chẳng qua khôi phục trí nhớ rồi nên nó có hơi hoảng loạn nên mới gây ra chuyện ngớ ngẩn này mà thôi tuyệt đối không được xem nhẹ chuyện này nếu bi ơn đến đồn cảnh sát làm chứng thì anh định sẽ thế nào đây nếu như mà ưng bi ơn nảy sinh ý định làm như vậy thì chúng ta không thể để yên cho nó được rồi anh nói lúc nãy ưng bi ơn định cắt ống ra sao tôi lo lắng không biết cha Sang minh về cô Tê Hi lại tính gây ra những chuyện gì nữa đây. chỉ cần nghĩ tới chuyện trong Yi phải khổ sở bao nhiêu để bảo vệ được bi thì tôi lại muốn tôi thấy anh tới bây giờ vẫn còn xem trong Yi là vợ của mình rồi sự thật trong Yi là mẹ của bi và bi chính là con gái của hai chúng tôi Chúc mừng anh vì Ưng Biên còn sống quay trở về với gia đình. Tôi thấy Trọng Uyên như được hồi sinh. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, càng ngày tôi thấy mình càng trở nên cô độc. Liệu tôi đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Trọng Uyên không và cả Ưng Biên nữa? Anh phải cố gắng bảo vệ cho hai người họ. Trọng Uyên và Biên. Thật sự là những người mà chúng ta yêu thương và quý trọng nhất trong cuộc đời này. Anh thấy có đúng vậy không? Cứu tôi với! Nhớ... Xin hãy mở cửa ra chú ơi, mở cửa ra đi! À! Con sai rồi, con con sai rồi xin hãy cứu con với xin hãy cứu con với con sai rồi Ưng biết ơn à biết ơn à mẹ đây là mẹ đây mẹ đây rồi Có mẹ đây rồi mà con không sao đâu không sao rồi không sao không sao rồi mình tỉnh lại đi con gái mẹ sẽ bảo vệ con mà không sao đâu có mẹ ở đây rồi có mẹ đây rồi <laughs> Không sao nữa con à Kết thúc rồi cô gái Nha không sao rồi Không sao đâu Chắc là ngon lắm Mẹ làm gấp quá Không có nhiều món phụ cho lắm Thường thì Nếu mà đói thì ăn gì cũng ngon Đã hai năm rồi Con mới được ăn lại mấy món mà mẹ nấu đó Con nhớ ăn nhiều vào Mẹ cũng phải ăn nhiều vào đi Được rồi mẹ của yêu chú minh chun hy ớt thật lòng hay không là người mà mẹ con đã chọn thì chắc là vậy rồi ha chú minh chun hy ớt cũng yêu mẹ con rất là nhiều cho nên mới nhất quyết kết hôn với mẹ mà phải không <laughs> dù ba mẹ có chia tay nhau thì con cũng sẽ không trách mẹ đâu vì cuối cùng mẹ có thể gặp được người yêu thương mẹ thật lòng Bây giờ mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa Mà hãy chuẩn bị kết hôn với chú Minh Juni ớt đi My <laughs> ơn à Với mẹ thì con là ưu tiên hàng đầu Khó khăn lắm mới gặp lại con Thì sao bỏ con được chứ Con quay về nhà của mẹ Chúng ta cùng sống với nhau nha Không đâu, làm sao như vậy được mẹ Ưng ừ, My ơn à Con cũng đã có kế hoạch riêng của mình Mẹ cứ đợi đi sau này con sẽ nói với mẹ sao có chuyện gì nữa sao Đây là gì vậy? Cái này... Mặc dù hôm trước tôi đã đưa bản sao cho giám đốc Han rồi, nhưng hình như cô ấy vẫn không thể trực tiếp nói với anh chuyện này. Vậy tôi không thể nhìn chủ tịch Beth làm càng thêm nữa, nên tôi quyết định trực tiếp đưa nó cho anh. cô à có chuyện gì vậy cô nói chuyện với cô một chút đi sao cô nhìn con lạ vậy à là do tối hôm qua con đã bỏ đi trước nên cô nổi giận sao đáng ra con nên chào cô rồi mới đi nhưng thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi nên con không gọi đúng là đồ dối trá con khôi phục trí nhớ rồi đúng không Tại sao dám cho cô thi này uống thuốc ngủ hả? Con không có ý định kết thúc bằng thuốc ngủ đâu cô à. Sao? Nếu không có ba mẹ con xuất hiện, thì có khi cô không còn là người trên cõi đời này nữa. Con đã định cắt ống ga nhà cô đó. Sao hả? Con dám giết chết cô của con sao? Con dám làm gì à? Sao cô lại ngạc nhiên dữ vậy? Cô cũng đã giết chết cháu ruột của mình rồi còn gì Con hiểu lầm rồi ưng biên à Là cha sang minh bắt cóc con nên cô định giúp đỡ con thôi Dù cô đưa con đi nhưng sau đó con quay lại tìm con Là do con tự bỏ trốn thôi Cô nói dối Cô đã mong con biến mất trên cõi đời này Mong những chuyện xảy ra với con sẽ chôn vùi mãi mãi và không ai nhớ đến nữa Thậm chí cả ba mẹ con là những người bất chấp tính mạng để cứu con nhưng cô cũng mong họ chỉ còn lưu giữ trong ký cái... ức Bởi vì cô rất sợ Cô sợ rằng tất cả nhân trường đó Sẽ phá hủy hết tiền đồ Danh vọng cô được hưởng với vị trí là con gái lớn gia tộc chinh quan Cô sợ mọi thứ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào Chứ cô thật sự Không có ý nghĩ làm hại con đâu Cô nói là thật đó Chỉ cần một khoảnh khắc Cô muốn cháu của mình chết đi Thì cũng không khác gì Cô muốn giết con cả còn không thể tha thứ cho những việc mà cô và Dưỡng đã làm Con sẽ đối xử với hai người y như vậy Cô hãy chờ mà coi đi Không có lý nào như vậy được Chủ tịch Bết là bạn thân từ nhỏ của ba tôi Nghe nói hai người đã cùng nhau kinh doanh Nhưng cuối cùng bị phá sản là do Chủ tịch Ngô của Chin Quang đã thất tính với họ Bởi vì ba tôi không chịu được cú sốc thất bại đó Nên đã đột quỵ qua đời Đó là chuyện chủ tịch Bết dựng lên thôi Còn sự thật thì ba anh Chịu không nổi cú sốc phản bội của chủ tịch Bết. Mới dẫn tới Từ kết liễu mạng sống của mình

Anh đưa di thư của ba anh Chung cho anh ấy rồi sao? Vì không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Ừ, bi hiện giờ ổn hơn chưa em? Con bé hình như có triệu chứng căng thẳng và rối loạn sau chấn thương. Giờ nó không thể từ bỏ được việc là phải báo thù Gotehi và cha Sang-min những người đó cả anh và em còn khó đối phó thì làm sao biên có thể trả thù được chứ không được không thể để biên gây ra những chuyện đó được đâu sơ sẩy một chút thôi là biên sẽ gặp nguy hiểm ngay cũng biết hết rồi ha hai người biết chuyện biên đang làm nguy hiểm ra sao nếu không có hai người thì có lẽ tôi đã không còn sống trên đời này rồi phải không cô lại gặp ưng biên nữa sao ưng ừ, biên Quả nhiên là con gái của cô, không phải loại dừa, giờ không còn biết sợ là gì. Cô vẫn chưa hiểu tại sao Biên lại thay đổi như vậy hả? Đều tại cô và cha sang Biên mà ra hết. Chính vì cô và Dương nó là loài quỷ giữ ra tay hãm hại đó. Hiện giờ ưng Biên vẫn còn sống khổ sở trong những cơn ác mộng kinh hoàng đó. Hai người hãy làm sao để ưng Biên dừng lại ở đây đi. Đừng có mơ lại đụng vào Biên. Chị đừng gây ra chuyện gì thêm nữa mà hãy xuống chi nhánh càng rừng ngay đi. Đây là lựa chọn cuối cùng mà chị phải chấp nhận. Việc đó phải dựa vào cậu và giám đốc Hade thôi. Việc ngăn Biên lại. Dù con bé có quyết tâm trả thù thế nào cũng phải khiến nó dừng lại. Cái đó... Chính là con đường duy nhất để Biên không bị thương thêm nữa. Hai người hãy nhớ lấy lời tôi. Nếu hai người không thể ngăn Biên lại, thì hai người sẽ phải quay về. Cuộc sống địa ngục như trước đây rõ chưa? Không để ân bị ơn như vậy được đâu. Phải tìm ra cách gì đó, không thể để con bé manh động được. À, anh sẽ tự tìm xem có cách nào vừa tốt cho em, vừa tốt cho cả bi ơn hay không. Không lời nào của chú từng nói với con là thật lòng hay sao chú? con nói vậy là sao chứ? con đã xem qua di thư của ba con. À, à... xin chú hãy nói đó không phải là sự thật đi. À... người đang ngồi trước mặt con rút cuộc là ai vậy chứ? đối với chú thì con người và tình nghĩa không là gì hay sao hả chú? chú đã mong là con không bao giờ biết được chuyện này nếu con đã đọc được di thư của ba con thì chú không thể tránh né được nữa tại sao chú lại làm vậy tại sao lúc chú và ba con cùng nhau kinh doanh rồi cuối cùng bị phá sản chính là thời kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp của chú lúc đó cứ tưởng chủ tịch quá cố của tập đoàn chinh quan sẽ giúp đỡ nhưng không ngờ ông ta lại đâm lén sau lưng. Lúc đó chú chỉ muốn sống sót mà thôi. cho nên chú đã phản bội bạn bè. đẩy hết trách nhiệm cho ba con hay sao hả chú? vì để cho bản thân mình sống sót nên đã đẩy bạn bè vào chỗ chết hay sao? chắc con sẽ không tin lời chú nói đâu. nhưng chú cũng không ngờ ba con lại tự kết liễu đời mình như vậy đâu. mặc dù chú đã làm điều đó nhưng chú vẫn định là sau khi thành công rồi thì chú sẽ quay lại giúp đỡ cho ba con. <laughs> chú hãy thôi đi, trinh ớt à, con hãy tin chú đi. còn đối với chú mà nói thì con không khác gì là con trai ruột của chú đâu. đây là lời nói thật lòng của chú đó, con hãy tin chú đi mà. con không muốn bị chú lừa dối thêm nữa. mối quan hệ của con và chú sẽ kết thúc từ ngày hôm nay. trinh ớt à. Con đừng như vậy mà Chú thật lòng xem con là con của chú đó ừ. Từ bây giờ con sẽ không tin những lời chú nói nữa Mọi chuyện đã kết thúc rồi Bác mâm hôi chú đợi nó đi Chính tay con sẽ bắt chú phải chịu tội do mình gây ra Chú cứ chờ đó đi ừ. Quan hệ giữa mình với Chun ích thực sự đã kết thúc rồi sao? À, là Su Trong hả? Su Trong à, con có chuyện gì muốn nói với ông vậy? Tại sao ông lại cứu con vậy hả ông? Con, con nói cái gì vậy hả? cho dù lý do đó là gì Thì trước hết con cũng phải cảm ơn ông Con cảm ơn ông nhiều lắm thưa ông Thì ra con đã biết hết rồi sao Con biết con là ai Và dạ, cũng biết Ông đây không phải là ông nội ruột của con sao Con cũng biết bác Sư Trong cháu gái ruột của ông Đã mất trong vụ tai nạn giao thông từ hai năm trước Chắc con quán hận ông lắm có đúng không vì đã lừa con tin rằng con là cháu ruột của ông Dạ không Con phải cảm ơn ông chứ Vì ông đã cứu mạng sống của con Và còn cho con một cuộc đời mới nữa Nhưng mà bây giờ Không chỉ ký ức của con quay trở về Mà con còn phải sống tiếp cuộc đời trước đây nữa Cuộc đời của con à Con định sẽ quay về Làm gô ưng bi ơn hay sao chứ Con không thể nào làm khác được thưa ông Vì con là gô ưng bi ơn mà ông con sống với danh phận là ưng bi ơn thì có gì là tốt đâu chứ. Chỉ toàn những ký ức đau buồn mà thôi. Thà bây giờ, con cứ sống với thân phận bé Xu Trông sẽ tốt hơn cho con đó. Liệu con làm bé Xu Trông có thể hạnh phúc hơn hay không? Ông làm ơn được nghĩ rằng có thể điều khiển cuộc đời con theo ý của ông nữa. Xu Trông à? Sao này? Xin ông hãy gọi con là ưng bi ơn. Với ông thì con chính là Xu Trông cháu gái của ông. Sau này cũng sẽ mãi mãi như vậy mặc dù ông lợi dụng con nhưng con biết ông rất yêu thương con chỉ cần nhìn ánh mắt của ông là con có thể cảm nhận được và ông cũng đừng phủ nhận những chuyện đó cho dù một người có xấu xa tới đâu thì cũng sẽ có một người khiến cho người đó phải đối xử thật lòng thật dạ mà ông Xu ờ, trong mà dù con có đưa ra lựa chọn nào đi nữa Thì lòng biết ơn Mà con đã dành cho ông Vẫn y như vậy thưa ông À có chuyện gì vậy Nhanh lên nhanh lên Sao lại kéo tôi vào đây Bộ chuyện tỏ tình mất nhiều công sức lắm hả Ờ, thì việc người mẹ cô đơn của con có được một người đàn ông tốt khó khăn tới vậy sao con nghĩ hay là chú thử đi tham khảo một bộ phim lãng mạn nào đó đi tham khảo phim sao những phương pháp tỏ tình lãng mạn với người yêu đều xuất hiện trong phim hết nhưng mà thời gian của tôi thì ai à, không lẽ tới chuyện đó con cũng phải chỉ cho chú nữa hả có rồi với người cứng nhắc như chú thì chắc phải làm cách đó thôi là cách gì Nè con sao vậy mẹ mau đi theo con G đi cha nà. đừng hỏi nữa mang theo con à chào tuổi thơ à, 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 gì vậy nói nhìn lên đi nếu mẹ tôi mà thấy thì chúng ta sẽ đi đời luôn đó nhìn dạ đi. dạ tôi là một người cực kỳ xấu xa Đúng vậy Đúng là người xấu xa Không biết là mới bầu không khí Cũng không biết chọn thời điểm thích hợp Là mới bầu không khí sao ừ. Thư ký chàng đây Chẳng khác gì so với một khúc gỗ Tiếp theo đi Dù tôi có là Một người xấu đi nữa Nhưng tấm lòng thì rất trong sáng Trong sáng hả xin hãy trở thành người phụ nữ ôi đúng là người không biết đúng sai phải trái mà anh nghĩ sao mà lại nói vậy à, nếu để mẹ tôi biết được thì tiểu thư à xin xin cô hãy trở thành người phụ nữ của tôi ôi trời cái người này không còn lời nào để nói nữa đó ừ. <laughs> ơi con biết đâu nếu mẹ mà biết thì mẹ sẽ cho tôi một trận mất thôi tiểu thư à tiểu thư nếu đã nghe tỏ tình thì cũng phải trả lời chứ mẹ ơi mới sáng sớm có chuyện gì mà giám đốc hành tới đây vậy tôi có chuyện muốn nói với bà bỏ ra mà bỏ tôi ra ừ. ai đã tố cáo tôi vậy hả biết tôi là ai rồi mà vẫn dám bắt tôi sao xin hãy im lặng ông bếp bơm hô làm gì vậy sao không giải vào đi ừ. <laughs> Gô Thê Hi và người của cô ấy đã nhiều lần lỗi kế tôi quay lại phe của cô ấy nhưng tôi đã gạt phan ý định đó đi nghe những lời này của cậu tôi cũng có chút an tâm rồi đó <laughs> bây giờ Gô Thê Hi đã hết thời rồi chinh quan bây giờ phải do tôi và ông nắm giữ mới đúng đó <laughs> cha sang min anh dám cấu kết với chủ tịch bếp định đâm sau lưng tôi hay sao Sao chủ tịch Beth lại bị giải đến đồn cảnh sát mới được chứ? Anh nghe chuyện của chủ tịch Beth rồi chứ? Chuyện này nghĩa là sao đây? Có người nào đó đang thao túng hết những chuyện này. BN cũng đã khôi phục trí nhớ, giờ đến bệ đỡ là chủ tịch Beth cũng biến mất. Tôi nghĩ tình hình này thì có lẽ anh và chủ tịch Beth sẽ dùng chung phòng giam đó. Go thi Anh từng nói bản thân là bất tử đúng không? Tôi tò mò xem lần này anh sẽ sống sót thế nào đi đừng lo lắng. Cho dù tôi phải bắt cóc ơn bi ơn một lần nữa, thì tôi cũng có thể làm rất gọn ghẽ. Đúng vậy. Không được đổ bể nữa đó. Cô nói gì vậy hả? Bi ơn hiện giờ Định trả thù Thê Hi và cha Sang Min sao? Phải à... Tội nghiệp con bé Còn nhỏ mà phải chịu bao nhiêu tổn thương Nên mới có những suy nghĩ như vậy Chắc con sẽ để cho Mỹ ơn và Biên ơn Rời khỏi đây thôi mẹ à Thế sống à Anh nói thật sao <laughs> Cách đó có vẻ là tốt nhất đó chủ tịch à Con sẽ cùng với Bi ơn rời khỏi đây Đưa Bi ơn tới nơi không có gu Thê Hy và cha sang Mi rồi sinh sống ở đâu Không thế như vậy được Cô thấy rồi đó tôi đâu còn sống được bao lâu nữa Chẳng lẽ tôi chết đi mà không thế nào Ở gần cháu ruột của mình sao Con hiểu tấm lòng của mẹ Nhưng bây giờ không còn cách nào khác Phải như vậy thì Bi ơn và chồng Bi ơn Mới không bị tổn hại gì Con nghĩ chỉ cần để mẹ con họ tới nơi khác sống bình yên có như vậy thì đám người kia mới không ra tay hãm hại được nữa bà nội ơi dạ thưa bà con mới về cháu gái của bà đã về rồi ôi ôi cháu của bà nhóc con của bà về rồi vậy là tốt rồi tốt quá rồi bà nội ơi con muốn trở về sống chung với bà giống y như trước đây vậy